Này size nhỏ, size bé. Đúng rồi đó. Ờ, cái này chỉ mới vào được cái đầu thôi. Bị thương ép thôi. Bị thương ép hả? Là tôi ép anh cưới tôi hả? Này. Anh làm gì ạ? Anh chuẩn bị cưới rồi. Bye bye mọi người nhé. Bye bye độc thân. Người ta cứ hỏi em bụng đồ cưới mà chồng em đâu hoài. Ủa rồi giờ chồng là anh này hay là anh này? Hai anh luôn. Cưới không, cưới một chồng là quá siêu rồi. Cưới chồng, hai chồng. Chồng đây, ra đây, ra đây. Ủa, là em không có chồng luôn. Không có chồng. Sao sao hết? Tại vì là ngoài đời thì cũng đâu có người yêu đúng không? Không được cho khán giả biết. Sorry mọi người, chưa có người yêu nhưng mà không nói cho biết. À đấy. Thôi, đặt nước cỏ. Thế là bảo không có chữ để thì ra. Thôi, ủa là cái này là do bị lùn quá hay sao ạ? Không có, mà là ý là chắc nó hơi rộng đấy. Quan thời gian này là cái kiểu thời gian mình sụt cân nên là nó khá là rộng so với mình. Cho nên là chúng ta phải dùng một vài thực phẩm trong một mét vừa hơn. Anh Đạt ơi! Cắn nữa nè em ơi! Kiến chui vô quần anh Thảo kìa! Kiến này cắn đau lắm luôn đấy, nó ở đâu? Nè, bí mật của bộ đồ này. Thì cũng có thời gian xả tóc thì chải tóc gọn nó đẹp hơn, cảm thấy nó gọn gàng hơn. Một người đã trưởng thành để lấy vợ, cái tóc này thì ý là nó cũng chậu trẻ con chậu, nhưng mà vẫn là đám cưới đây. Bị thương ép thôi. Bị thương ép hả? Là tôi ép anh cưới tôi hả? Em yêu à? Em có đồng ý ở bên anh trọn đời không? Em chưa trả lời, em đút ngón tay vô luôn vậy hả? Sao mà nhớ có vừa không? Đút từng cái nha, test từng cái. À, không vừa. Không vừa. Này size nhỏ, size bé. Đúng rồi đó. Ờ, cái này chỉ mới vào được cái đầu thôi. Xong mới đeo đúng không? Em cứ đợi, em cứ cùng nắm tay em thôi. Yo, hey. Em đã không đồng ý đúng không? Cái xong rồi. Xin lật luôn hả? Xin lật rồi. Em có đồng ý bên anh trong đời. Em đồng ý. Em không đồng ý. Em không đồng ý. Không, có biết đâu, có biết cái này đâu. Cái này là theo size nhận tay ai vậy anh? Vừa in cho em vậy. Ủa gì hả? Sinh ra dành cho em à? Thì hai đứa sinh ra dành cho nhau mà. Đúng rồi.